Hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 đầu tiên đã về Việt Nam và sẽ ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng ưu tiên theo quy định của chính phủ trong bối cảnh nguồn cung vaccine tại Việt Nam còn hạn chế. Các đối tượng ưu tiên cụ thể gồm có nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, ban chỉ đạo các cấp, cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, lực lượng quân đội, công an, giáo viên, người trên 65 tuổi. Đây là lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được cấp phép lưu hành, có điều kiện hoặc phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại hơn 50 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine này nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp cận vaccine cho hơn 145 quốc gia. Hiện nay, Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine khác để cung cấp đầy đủ vaccine cho người dân trong năm 2021.